Tiếp tục đến với diễn biến bộ phim Đấu Phá Thương Khung phần 5 tập 60, Tiêu Viêm đã yêu cầu Vân Lam Tông giải tán. Tất cả ân oán giữa hắn và tông môn này đều như gió mà qua. Tiêu Viêm mang theo sự phẫn nộ quay trở về. Nỗi căm phẫn hồn điện, hắn thề sẽ có một ngày lấy lại toàn bộ những gì mà bọn chúng đã làm với Tiêu gia và cả sư phụ. Tiêu Đình và Tiêu Lệ đi tới thăm hỏi và cho biết Vân Lam Tông đã giải tán hơn phân nửa. Vậy nhưng vẫn có không ít người, chắc khoảng nửa tháng nữa mới giải tán hoàn toàn. Tiêu Lệ cảm thấy lần này tha cho bọn họ là quá hời cho bọn chúng rồi. Nhưng Tiêu Đình lại không nghĩ như vậy. Lần này đã đạt được hiệu quả báo thù và trấn nhiếp rồi. Nếu như thực sự huyết tẩy Vân Lam Tông thì lại có hại cho thanh danh của Tiêu gia. Bởi vì Tiêu Lệ đã ở Hắc Sắc Vực một thời gian, đã quen với cảnh chém giết nên có suy nghĩ như vậy. Bây giờ thời gian của Tiêu Lệ không còn nhiều nữa. Hắn phải tranh thủ xem qua phương pháp giải trừ phệ sinh đan mà lão sư để lại. Lúc này Hải Ba Đồng cũng tiến vào, ông cảm nhận được khí tức của hắn đã thay đổi. Tuy lần này bị thương rất nặng, nhưng lại khiến hắn mơ hồ mò tới bình chướng đột phá đấu hoàng. Nếu may mắn thì có lẽ không lâu nữa sẽ có thể thử đột phá. Giống như là trong sinh tử kích phát tiềm năng, nhận được thu hoạch bất ngờ, cho tới lúc khỏi hẳn thường thế thì bế quan thử một phen. Tiêu Viêm gọi Hải Ba Đồng đến đây là để hỏi thăm xem ông có biết gì về hồn điện hay không. Rõ ràng là Hải Ba Đồng cũng chưa từng nghe nói về thế lực này. Nhưng ông đã để cho Nhã Phi đi điều tra rồi. Trước mắt chỉ biết rằng hồn điện là thế lực khổng lồ, làm việc thần bí quỷ dị. Hồn điện đã nhắm vào Tiêu gia rồi, rất có thể sau này sẽ còn phái cường giả tới. Các huynh đệ Tiêu gia cần phải mạnh lên thật nhanh, rồi thành lập thế lực chống lại nó mới được. Với danh vọng của Tiêu gia tại Gia Mã Đế Quốc hiện nay, chỉ cần hô một tiếng liền sẽ có vô số cường giả đến phụ thuộc. Về phần những đại gia tộc khác thì lần này có mặt tấn công Vân Lam Tông chỉ vì lợi ích mà thôi. Chuyện khai tông lập phái, hắn không muốn và không có thời gian tự mình làm nên phải để cho Tiêu Đình phụ trách và quản lý. Tiêu Viêm chỉ cần tập trung tu luyện mà thôi. Phía Hoàng Thất cũng bàn bạc nghị luận, bọn họ biết tuy Vân Lam Tông đã ngã xuống. Nhưng thay vào đó lại có thêm một con sư tử trẻ tuổi mạnh hơn. Ông nhận được tin tức Tiêu Viêm có ý xây dựng thế lực trong đế quốc. Một mình hắn đã có sức đấu với Vân Lam Tông rồi. Huống hồ bên cạnh còn có Mỹ Đô Toa. Hoàng Thất mà có chút địch ý thì chính là dẫn lừa thiêu thần. Vân Lam Tông chính là ví dụ. Gia Hình Thiên lại không muốn ngồi nhìn thế lực của Tiêu Viêm tự do phát triển. Yêu Gia lại muốn mặc kệ cho Tiêu Viêm, tâm tính của hắn thì mọi người cũng nhìn thấy rồi. Dù là nguyên nhân nào thì hắn cũng không tàn nhẫn như Vân Sơn. Như vậy cũng đủ thấy, hắn rất trọng tình, trọng nghĩa. Mà thực lực của Hoàng Thất bây giờ lại không còn đủ để hắn động lòng nữa. Yêu Gia muốn dùng kế sách lôi kéo, trợ giúp hắn xây dựng thế lực. Mất đi Vân Lam Tông, thực lực và địa vị của Gia Mã Đế Quốc trên đấu khí đại lục đã tụt dốc rất sâu. Nâng đỡ Tiêu Viêm là lựa chọn tốt nhất cho Hoàng Thất và Đế Quốc rồi. Cuối cùng thì Gia Hình Thiền cũng đồng ý giúp đỡ hắn. Cũng muốn Yêu Gia tìm thời gian thay mặt Hoàng Thất đi thăm hỏi Tiêu Viêm, thuận tiện tiết lộ cho hắn ý của Hoàng Thất. Đồng thời phái người tìm hiểu về thế lực đực tông của Xuất Vân Đế Quốc. Bọn họ mấy năm gần đây phát triển rất nhanh, e là sẽ triển lộ tài năng trên đại hội các tông phái sắp tới. Biết thêm tình báo thì càng có lợi. Những ngày tiếp theo, Tiêu Viêm đều tranh thủ nghiên cứu phương pháp hóa giải phệ sinh đan trên người nhị ca Tiêu Lệ. Nhưng mà phệ sinh đan này lại quá bá đạo, không thể giải trừ trong một lần. Trước mắt chỉ cần kéo dài sự sống của người uống thuốc khiến thực lực đột phá đến đấu hoàng, thì dược tính của phệ sinh đan tự sẽ có thể giải trừ. Nhưng muốn tăng tuổi thọ thì lại là vấn đề lớn. Đan dược mà dược lão ghi lại có đẳng cấp lục phẩm, giúp tăng 10 năm tuổi thọ. Tài liệu luyện chế đương nhiên rất quý giá, thu thập đủ phải mất một thời gian. Cuối cùng thì Yêu Dạ cũng đích thân tới gặp mặt, nàng ta bày tỏ cảm kích với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm biết ý định của Yêu Dạ không chỉ đến để chào hỏi, cho nên trực tiếp mở lời, nàng ta cũng ngỏ ý giúp đỡ, đổi lại thì cũng mong hắn không nhắm vào Hoàng Thất. Tiêu Viêm biết sự lo lắng của Yêu Dạ nên cũng trấn an, còn chuyện xây dựng như thế nào thì vẫn còn chờ thương thảo. Yêu Dạ tặng cho hắn một vài hộp lễ vật rồi cáo từ rời đi. Ngay sau đó, Nạp Lan Yên Nhiên lại chủ động tới gặp mặt. Nàng ta đến để thông báo việc sư phụ mình sắp rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, trước khi đi muốn gặp hắn lần cuối. Tiêu Viêm nghe vậy cũng đi tới Vân Lam Tông gặp mặt Vân Vân. Nàng ta không còn bất cứ lý do gì để ở lại nữa. Bản thân bị nhốt ở Gia Mã Đế Quốc nhiều năm như vậy, có thể đi ra ngoài một lần cũng không tệ rồi. Tiêu Viêm cảm thấy lo lắng, bên ngoài có vô số cường giả, đầu đầu cũng hiểm ác. Một nữ nhân như Vân Vân đi lưu lạc lịch luyện sẽ phải chuốc lấy khổ cực. Ở lại Gia Mã Đế Quốc có thể đảm bảo an toàn. Tiêu Viêm ngỏ ý muốn đối phương ở lại giúp đỡ mình. Tuy nhiên, Vân Vân có lập trường của mình, nàng vẫn kiên quyết đi ra thế giới bên ngoài. Đồng thời đưa cho hắn một chiếc nhẫn chữ vật, xem như làm chút bù đắp vì những tội lỗi mà lão sư của nàng đã phạm phải.
Vân Vân cũng cảm thấy may mắn khi năm đó quen biết được hắn. Đáng tiếc là hai người cuối cùng vẫn phải trở về cuộc sống của riêng mình. Cả hai cùng nhau tận hưởng giây phút yên bình của hoàng hôn và tập phim khép lại. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé!